Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin bóng đá cập nhật ngày 11 tháng 4. Đừng quên ấn subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống để không bỏ lỡ bất kỳ một video tin tức nào của chúng tôi. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý ở bản tin ngày hôm nay. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hài lòng dù U23 Việt Nam thi đấu chưa tốt. U23 Việt Nam thuộc nhóm thấp bé nhất vòng chung kết U23 châu Á. V-League thay đổi đột phá về lịch thi đấu. U23 Thái Lan nhận tiếp viện bất ngờ từ đội tuyển quốc gia. Hà Nội FC gia hạn hợp đồng với Đậu Văn Toàn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hài lòng dù U23 Việt Nam thi đấu chưa tốt. Tối ngày 10 tháng 4 theo giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam đã có màn thử lửa quan trọng với quân xanh là U23 Jordan nhằm kiểm nghiệm các yếu tố về chiến thuật và lực lượng trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu giao hữu kín nhằm bảo mật chiến thuật khi giải đấu đã cận kề. Ở trong trận đấu này, hầu hết tất cả các cầu thủ của U23 Việt Nam đều được vào sân thi đấu. Trong hiệp 1, U23 Jordan ép sân với lối chơi cơ bắp và những đường truyền bóng bổng. Trong khi đó với U23 Việt Nam, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ động đá phòng ngự phản công. Ở hiệp đấu thứ nhất, U23 Việt Nam suýt nữa đã vượt lên dẫn trước khi Nguyên Hoàng dứt điểm trên cột dọc trong tình huống đối mặt với thủ môn. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam thay 10 cầu thủ sau giờ nghỉ và một trong số những cầu thủ vào sân thay người là Bùi Vĩ Hào cũng đã suýt nữa có được bàn thắng ở phút 61 trong một tình huống phối hợp tấn công bên phía cánh phải. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 0 đều. Và theo thỏa thuận, cả U23 Việt Nam lẫn U23 Jordan sẽ phân định thắng thua trên loạt luân lưu. Ở chấm đá may rủi, U23 Việt Nam đã để thua U23 Jordan với tỷ số 3-4 khi Mạnh Hưng và Vĩ Hào không thực hiện thành công quả đá luân lưu của mình. Dù để thua trước đối thủ trên loạt luân lưu, nhưng đây là cuộc so tài chủ yếu nhằm giúp hai đội kiểm tra năng lực và có được đánh giá khách quan nhất về phong độ của từng tuyển thủ trước thềm giải đấu. Đánh giá sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, trận đấu với U23 Jordan ngày hôm nay rất bổ ích. U23 Việt Nam đã chơi với hai đội hình khác nhau, mỗi hiệp một đội hình. Nhìn chung, mọi thứ cũng chưa theo như ý muốn, nhưng tôi thấy các cầu thủ thực hiện khá tốt, có những dấu hiệu lạc quan. Chơi với hai đội hình khác nhau, nhưng chất lượng thi đấu của U23 Việt Nam trong hai hiệp đấu không thay đổi gì cả. U23 Việt Nam thậm chí còn có cơ hội ghi bàn. Đến loạt sút luân lưu, đó cũng là mục tiêu chúng tôi đặt ra trước trận đấu này. Đây là hình thức tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Ở loạt luân lưu may rủi, U23 Việt Nam đã thua, nhưng xét toàn cục, trận hòa là xứng đáng với cả hai đội bóng. Ông Tuấn cũng chia sẻ thêm, so với những yêu cầu về đấu pháp, cao thủ thực hiện chưa tốt lắm, nhưng đó cũng không phải là điều đáng ngại. Chúng tôi vẫn còn chưa nhả khối lượng. U23 Việt Nam vẫn còn quỹ thời gian 6 ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với U23 Kuwait. Nhìn chung, cao thủ thể hiện tốt về mặt khả năng, kỹ năng, dù các miếng chiến thuật vẫn chưa được hoàn hảo lắm, nhưng có dấu hiệu lạc quan. Chúng tôi tự tin khi thấy cao thủ chơi ở trận này, cao thủ đã tới phút cuối cùng mà chất lượng, cường độ hoạt động trên sân không hề thay đổi. Do trận đấu diễn ra vào thời điểm tối muộn, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động của ngày 11 tháng 4. Theo đó, cao thủ sẽ có một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục tại khách sạn, đội sẽ trở lại sân tập vào ngày 12 tháng 4. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố danh sách cũng như chiều cao trung bình của các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Theo đó, chiều cao trung bình của 368 cầu thủ từ 16 đội tuyển dự giải là 1,789m. Tổng hợp theo danh sách đăng ký ban đầu được AFC công bố ngày 10 tháng 4, có 8 đội thấp hơn mức trung bình, trong đó có Việt Nam thấp thứ 3 với 1,763m. Hai đội xếp trên lần lượt là Malaysia 1,7609m và Kuwait 1,7626m, cùng bảng D với Việt Nam. Đội có thông số thể hình tốt nhất là Trung Quốc với chiều cao trung bình là 1,8396m. Họ sở hữu thủ môn Yu Jin-jong có chiều cao lên tới 2m, cao nhất giải đấu. Ba đội khác có chiều cao trung bình trên 1m8 là Nhật Bản với chiều cao trung bình 1,8057m, Australia có chiều cao trung bình là 1,8143m và Hàn Quốc có chiều cao trung bình là 1,8174m. Cầu thủ thấp nhất giải đấu là hậu vệ Phonik Manikorn của Thái Lan với chiều cao 1m60, xếp sau là cầu thủ của U23 Việt Nam, hậu vệ Hồ Văn Cường với chiều cao 1m63. U23 Việt Nam không có nhiều cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng, hầu hết những cái tên có thể hình tốt đều nằm ở hàng phòng ngự như hậu vệ Nguyễn Thành Khải cao 1m87, hậu vệ Lương Duy Cương cao 1m82, thủ môn Quan Văn Chuẩn cao 1m81, thủ môn Nguyễn Văn Việt cao 1m80 và một ngoại lệ là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng cao 1m80. So với các đội tuyển Đông Nam Á, Việt Nam cũng chỉ thua kém với U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Các đội tuyển này lần lượt có 9 và 11 cầu thủ cao trên 1m80. Trong đó, nổi bật nhất là những cái tên nhập tịch quen thuộc như hậu vệ Justin Hubner, tiền vệ Ivan Jenner hay tiền đạo Rafael Struick. Chiều cao trung bình phản ánh sự chênh lệch thể chất thường thấy ở các giải châu lục, khi các đội tuyển Đông Nam Á thuộc nhóm thấp nhất, còn Đông Á là cao nhất. Chính vì sự thua thiệt về thể hình mà các đội tuyển Việt Nam gần đây nhận không ít những bàn thua từ các pha bóng bổng mà cố định. Điều này thể hiện rõ nhất ở hai trận đấu với Indonesia vừa qua, khi đoàn quân của huấn luyện viên Chu Jie liên tục bị đối thủ đánh bại.
về độ tuổi trung bình, khá bất ngờ khi nhóm đội tuyển Đông Nam Á lại thuộc top có thông số thấp. Indonesia là đội trẻ nhất giải với độ tuổi trung bình là 21,35. Việt Nam đứng thứ tư với độ tuổi trung bình là 21,7. Còn Thái Lan độ tuổi trung bình là 21,83. Trong khi đó Malaysia có độ tuổi trung bình là 21,87. Lần lượt đứng thứ 7 và 8. Chiều ngày 10 tháng 4, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, công ty VPF đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2024-2025 với sự tham gia của 24 trên 25 câu lạc bộ chuyên nghiệp. Thông tin đáng chú ý nhất là việc mùa giải sẽ hạn chế việc tạm nghỉ ở mức tối đa. Cụ thể, VPF thông báo, vấn đề được đông đảo các đại diện câu lạc bộ quan tâm là công tác sắp lịch thi đấu. Ở mùa giải 2024-2025, ngoài năm quãng nghỉ FIFA Day theo quy định, mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tuần, còn quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại AFF Cup ngay sau FIFA Day tháng 12. Tổng thời gian V-League tạm nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia là 116 ngày. Ngoài ra, V-League không chịu ảnh hưởng khi các đội tuyển trẻ tập trung và thi đấu. Theo kế hoạch, khung thời gian tổ chức đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phê duyệt. Mùa giải 2024-2025 dự kiến bắt đầu từ trung tuần tháng 8 năm 2024 và kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2025. Quỹ thời gian tổ chức giải sau khi đã trừ quãng nghỉ là 217 ngày. Với thời gian này, việc sắp lịch các vòng đấu có thể được 24 trên 26 vòng diễn ra ở cuối tuần, vừa đảm bảo được thời gian ở giữa mỗi vòng đấu, vừa tạo điều kiện tốt để khán giả tới sân theo dõi và cổ vũ các đội bóng. Với quyết định không tạm dừng giải vô địch quốc gia nhường chỗ cho các đội tuyển trẻ là bước tiến lớn của VPF ở mùa giải tới. Thời gian qua, vấn đề này khiến các câu lạc bộ rất bức xúc, đặc biệt là khi V-League vừa diễn ra 2 vòng rồi lại nghỉ trên giai đoạn cuối tháng 3 vừa qua. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của Hoàng Anh Gia Lai bức xúc nói: "Tôi thấy V-League xếp lịch quá chán, mới đá xong lại nghỉ, rồi sau đó lại đá với mật độ dày đặc, chẳng khác nào hại cầu thủ." Cũng tại hội nghị, trưởng ban trọng tài VFF, ông Đặng Thanh Hạ trình bày nguyên tắc áp dụng VAR cũng như một số thông tin quan trọng liên quan đến việc vận hành và các quy định liên quan tới VAR. Công nghệ VAR đang ngày càng phát huy hiệu quả và vai trò hỗ trợ tại giải vô địch quốc gia, góp phần đem đến sự chính xác và công bằng cho giải đấu. Hiện nay, công ty VPF và ban trọng tài VFF đang chuẩn bị các công tác liên quan đến cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tiến tới triển khai kế hoạch tất cả các trận đấu tại V-League One 2024-2025 được áp dụng công nghệ VAR. U23 Thái Lan nhận tiếp viện bất ngờ từ đội tuyển quốc gia. Theo tờ Thairat, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT vừa bổ nhiệm ông Isi Masatada vào vai trò cố vấn cho đội U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ông Masatada hiện đang giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia của đất nước này. Ông có mặt ở khu huấn luyện của đội U23 Thái Lan từ ngày 8 tháng 4 và sẽ tham gia tư vấn cho huấn luyện viên trưởng Isara Sritaro. Đây là thời điểm mà U23 Thái Lan đang chịu áp lực phải vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2024 sau kỳ SEA Games thất bại trên đất Campuchia. Ở trận đấu chung kết môn bóng đá nam, Thái Lan để thua Indonesia trong một trận cầu mà hai bên đã để lại hình ảnh xấu xí và màn ẩu đả khó tin. Thái Lan vừa mất huy chương vàng, vừa bị chỉ trích vì các cầu thủ mất bình tĩnh. Ông Isara Sritaro được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan từ đầu năm 2023. Thành tích của nhà cầm quân này không mấy ấn tượng. Đây có thể là lý do chính khiến lãnh đạo FAT điều động ông Isi Masatada hỗ trợ U23 Thái Lan. Trả lời truyền thông xứ Chùa Vàng, ông Masatada nói: "Tôi sẽ đến và hỗ trợ tất cả các cầu thủ cùng ban huấn luyện U23 Thái Lan. Như tôi đã nói, cấp độ U23 sẽ tiếp tục phát triển lên đội tuyển quốc gia. Do đó, sự trợ giúp của tôi là cần thiết. Không chỉ Nhật Bản, mà bất kỳ nước nào cũng cần có sự thống nhất giữa đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Không thể tách rời lối chơi của đội U23 được." Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, U23 Thái Lan về cơ bản có được lực lượng ổn định khi các đội bóng đồng ý nhả quân. Điều này giúp ông và cộng sự có thể phát huy sức mạnh của đội bóng ở giải đấu cấp độ châu lục. Mục tiêu của U23 Thái Lan là vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ đến tấm vé dự Olympic Paris 2024. Ba đội bóng có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ giành quyền tham dự bộ môn bóng đá nam tại Olympic Paris 2024. Đội bóng xếp thứ tư ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ đá trận playoff lên lục địa với đại diện của châu Phi để xác định suất tham dự giải cuối cùng. U23 Thái Lan nằm ở bảng C cùng các đối thủ là U23 Iraq, U23 Ả Rập Xê Út và U23 Tajikistan. Đây được xem là bảng đấu khó bởi Ả Rập Xê Út và Iraq có sức mạnh vượt trội. Trong mùa giải mà Hà Nội FC có biến động về băng ghế huấn luyện, Đậu Văn Toàn vẫn chơi tốt và nhận được sự tin tưởng của các huấn luyện viên. Ở mùa giải 2023-2024, tiền vệ 27 tuổi đã ra sân 19 trên 22 trận đấu cho đội bóng thủ đô trên mọi đấu trường. Tại AFC Champions League, Văn Toàn đều được sắp xếp thi đấu ngay từ đầu trong hai thắng lợi trước Wuhan Three Town và Urawa Red Diamond. Chia sẻ về quyết định gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, Đậu Văn Toàn nói: "Hà Nội FC luôn là một phần trong tôi. Có thể nói, không có Hà Nội FC thì không có tôi ở thời điểm hiện tại. Nơi đây đào tạo ra tôi và giúp tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chuyển sang một đội bóng khác ngoài Hà Nội FC. Ở Hà Nội FC, tôi đang có tất cả những gì mình mong muốn. Không nơi nào tốt hơn Hà Nội FC. Bởi ở đây tôi có những đồng đội tuyệt vời và các danh hiệu. Cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành và cổ vũ cho chúng tôi trong thời gian qua. Tôi chỉ muốn nói với họ rằng
Đậu Văn Toàn vẫn sẽ ở đây và tiếp tục cống hiến hết mình cho Hà Nội FC. Đậu Văn Toàn nói thêm, hiện tại, tiền vệ 27 tuổi cùng các đồng đội đang tập luyện trong thời gian các giải quốc nội tạm nghỉ để nhường chỗ cho U23 Việt Nam. Ngày 30 tháng 4, Hà Nội FC sẽ quay trở lại cuộc thi đấu với cuộc đối đầu cùng SHB Đà Nẵng tại tứ kết cúp quốc gia. Trên đây là những thông tin bóng đá nổi bật ngày 11 tháng 4 của Bóng Đá và Đời Sống. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và đừng quên ấn subscribe, thả like và share video để ủng hộ ekip của chúng tôi.